Lão đại, tôi điều tra được, tin nhắn của Lâm Phong không có vấn đề, là người của chúng ta gửi, mấy người khác cũng nhận được, là tin gửi hàng loạt. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, "Ừ, một tiếng." Lâm Phong cũng không có vấn đề, hắn cách nơi này gần nhất, nhưng mà Tranh tỷ, người nói chuyện hơi chần chờ. Sơ Tranh là một cô gái, mà có thể làm cho bọn họ gọi một tiếng chị, đủ để thấy được bản lĩnh của cô cậu cảm thấy sơ tranh sẽ phản bội tôi sao? Lão đại trầm giọng hỏi. Người phía trước không dám khẳng định, bọn họ ở trong bóng đêm, nhìn thấy quá nhiều thứ, nhân tính, là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Chuyện lần này, nhất định phải điều tra rõ ràng xem ai là nội ứng, tâm tình của lão đại rõ ràng không tốt. Lão đại, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra ra, len keng, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Lão đại lấy điện thoại từ trong túi áo ra mở tin nhắn là của một dãy số lạ lâm phong bán ông hắn muốn thay thế ông thượng vị lão đại nhìn về phía trước một chút tài xế và người bên tay lái phụ đều nhìn thẳng về phía trước không có dị thường anh là ai người tốt lão đại đáp lại một tin nữa phía đối diện liền không có động tĩnh tin nhắn không rõ lai lịch lão đại chắc chắn sẽ không tin sơ tranh và lâm phong đều phải chú ý chặt chẽ dừng một chút lão đại bổ sung thêm một câu còn có lâm nghiên nữa vâng lão đại lão đại tôi còn một vấn đề lão đại ra hiệu hắn hỏi những người phục kích chúng ta chết rất không rõ ràng cũng không biết là ai làm luôn cảm thấy không tốt lắm lão đại nhìn điện thoại một chút đối phương đã ra tay thì nhất định sẽ không ẩn náu quá lâu chờ xem đi sơ tranh ném sim dùng một lần đi rồi mới cắt điện thoại vào trong túi A Hoa lái một chiếc xe tới, Tranh Tỷ, về không? Ừ. Vậy tôi đưa chị về. Có người lái xe, Sơ Tranh vui vẻ tiếp nhận. Tranh Tỷ, chắc chắn lão đại đang nghi ngờ chị, vừa lên xe, A Hoa liền mở radio ra. Tôi tin tưởng chị không liên quan gì đến chuyện này, nhưng tại sao chị lại xuất hiện ở hiện trường? Có người báo tin cho tôi, Sơ Tranh vẫn giữ cách nói này. A Hoa liếc Sơ Tranh một chút, Tranh Tỷ cách nói này chắc chắn lão đại sẽ không tin chị đừng thấy lúc này lão đại không nói gì mà nhầm trong lòng lão đại nhất định đã có một vài suy đoán gần đây chị phải cẩn thận ừ a hoa thấy sơ tranh không muốn nói chuyện lắm cũng thức thời im lặng xe chạy được một khoảng cách đột nhiên dừng lại sơ tranh nhìn xung quanh một chút còn chưa tới chỗ ở của nguyên chủ dừng lại làm gì tranh tì đến rồi a hoa nhắc nhở sơ tranh còn có chuyện gì sao không có a hoa giật mình xuống xe mở cửa cho sơ tranh sơ tranh sơ tranh mờ mịt xuống Xe, tranh tỉ vậy tôi về trước đây a hoa phất tay với sơ tranh lão đại bên kia có tin tức tôi sẽ nói cho chị biết sơ tranh ném ta ở chỗ này làm gì nói là đưa ta về nhà cơ mà một hồi lâu sau sơ tranh mới tìm ra nguyên nhân từ trong trí nhớ của nguyên chủ nguyên chủ không để cho người khác biết cô ấy ở chỗ nào, không đúng, Lâm Phong và Lâm Nghiên biết. Nguyên chủ và A Hoa cũng coi như khá thân quen, mỗi lần ngồi xe của hắn, đều để hắn cho mình xuống ở quảng trường. Cho nên lần này cũng giống vậy. Sơ tranh thở dài. Đêm hôm khuya khoát tại sao phải buôn ba như thế? Sơ tranh muốn tìm một cái khách sạn để ngủ, nhưng ngẫm lại không đúng lắm, vẫn nên về nhà một chuyến nguyên chủ ở trong một chung cư nhỏ hai tầng, bên trong trang trí đơn giản, không có bao nhiêu thứ. Sơ tranh bật hết tất cả đèn trong chung cư lên, đêm hôm khuya khoát bắt đầu lục tung lên. Số mệnh của ta sao lại khổ như vậy chứ? Có đôi khi Lâm Phong và Lâm Nghiên sẽ đến nơi này, tiện thể thêm thắt thứ gì đó để vụ oan giá họa một chút, thì cũng hết sức dễ dàng. Quả nhiên sơ tranh tìm ra được hai thứ đồ lạ một tấm thẻ ngân hàng chưa từng có trong trí nhớ của nguyên chủ. Còn có một cái điện thoại di động, trong điện thoại trừ mấy tin nhắn ngắn, thì không còn gì nữa. Mà cái tin nhắn kia, có liên quan đến vụ tập kích tối hôm nay. Chó chết dám hãm hại ta, sơ tranh nằm trên ghế sofa, ngủ một giấc trước đã, sáng mai rồi nói, tâm lớn. Đúng là rất tốt, ở một nơi khác. Lâm Phong không dám chạy đến trước mặt lão đại kêu oan lúc này tốt nhất là nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nên làm cái gì thì làm cái đó lâm phong ngẫm lại cho dù lão đại đi thăm dò chuyện này cũng sẽ không dính líu đến mình điểm đáng ngờ duy nhất của hắn chính là xuất hiện ở hiện trường may mắn trước đó hắn có chuẩn bị vấn đề chắc cũng không lớn lâm phong lái xe đến nơi ở của lâm nghiên lâm nghiên cũng vừa trở về hắn đi vào lâm nghiên liền vội vàng hỏi Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong giật giật Caravat. Anh cũng không biết, những người kia đều chết hết. Cái gì? Em la cái gì? Lâm Phong nhíu mày, Lâm Nghiên nhất thời im bặt. Lâm Phong nói lại chuyện phát sinh lúc tối với Lâm Nghiên một lần, bây giờ lão đại nghi ngờ anh và sơ tranh. Lâm Nghiên không hiểu, sao cô ta lại ở đó? Đây là chuyện anh muốn hỏi em, Lâm Phong nói, em làm việc kiểu gì vậy? Em, em đều làm xong rồi. Lâm Nghiên ủy khuất em tận mắt nhìn thấy anh cũng thấy cô ta uống ly nước kia mà thuốc là anh bỏ chí ít buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh tại sao cô ta lại xuất hiện ở đó làm sao em biết dường như lâm phong nhớ lại bọn họ phí hết tâm tư muốn trói sơ tranh lại chính là sợ cô có chứng cứ ngoại phạm nếu như bọn họ không giết chết lão đại thì còn có thể đẩy cô ra làm dê thế tội thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện ở hiện trường chuyện này không thích hợp lâm nghiên có phải là có người giúp cô ta không lâm phong nhíu mày người có quan hệ tốt với cô ta trong tổ chức chỉ có a hoa nhưng a hoa vẫn luôn đi theo lão đại ai giúp cô ta cuộc sống của sơ tranh bọn họ cơ hồ rõ như lòng bàn tay cô thích cái gì có người bạn nào bọn họ đều biết rõ ràng lâm nghiên nắm lấy tay lâm phong anh anh nói không phải cô ta biết lâm phong nghĩ đến ánh mắt của sơ tranh cùng với câu nói cuối cùng đáy lòng không nắm chắc lâm phong em đừng nghĩ lung tung chuyện chúng ta làm đều chưa từng lộ mặt không ai biết đâu đáy lòng lâm niên bất ổn nhưng mà lâm phong được rồi anh tìm cơ hội thăm dò cô ta một chút lâm nghiên vậy lão đại bên kia lâm phong hiểm nghi của anh không lớn như cô ta hơn nữa trước đó không phải chúng ta đã bố trí tốt rồi sao Lâm nghiên nhìn Lâm Phong vài giây, chậm rãi gật đầu. Lột bộp, hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào bệ cửa sổ, lột bộp rung động. Tâm tình của Lâm Nghiên và Lâm Phong cũng chập trùng lên xuống theo tiếng mưa rơi, một đêm không ngủ, sơ tranh bị lạnh tỉnh, cô trống xuống ghế sofa ngồi dậy, màn cửa bị gió thổi bay lên, bầu trời sương mù mông lung, mưa rơi trên thủy tinh, phát ra âm thanh lột bộp. Sơ tranh nhìn đồng hồ một chút, hơn 7 giờ sáng, cô nằm dài trên ghế sofa một hồi, rồi cất kỹ đồ trên bàn, vừa thay quần áo xong, chuông cửa liền vang lên. Đứng ở cửa là lão đại mặc âu phục dày da. Nhìn qua tinh thần rất phấn chấn, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào của chuyện gặp phải tối qua. Làm lão đại của một tổ chức, biết nơi ở của thuộc hạ mình, hình như cũng khá hợp lý. Nhưng mà sáng sớm, người không biết còn tưởng là biến thái đấy được không? Chào buổi sáng, đi ăn sáng cùng tôi." Khóe miệng lão đại mang theo chút ý cười, tựa như trưởng bối hòa ái mời tiểu bối đi ăn sáng vậy. Sơ Tranh, lão đại của tổ chức lại mời ta đi ăn sáng. Đây là muốn hạ độc cho ta à? Một lão đại, chắc sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt thế đâu nhỉ? Trong đầu Sơ Tranh diễn luyện ra cảnh sau khi mình từ chối, đứng trước đủ loại phiền toái, quả quyết gật đầu, bên ngoài vẫn đang đổ mưa, Sơ Tranh vừa đi ra ngoài, bị gió quạt cho một mặt đầy nước mưa. Sơ Tranh hít sâu, bảo trì hình tượng nữ thần cao quý lãnh diễm. Trong khi ăn sáng, lão đại câu được câu không trò chuyện, liên quan tới chuyện tối hôm qua, hoàn toàn không đề cập đến một chữ. Sơ Tranh không biết lão hồ ly này có ý đồ gì, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc ăn xong bữa sáng. "Sơ Tranh, tôi không thích đứa trẻ nói dối." Khi lão đại đưa cô về, có lưu lại một câu nói như vậy. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn xe biến mất trong màn mưa. Ai là đứa trẻ? Ai là đứa trẻ? Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 2 tiếng, tiêu hết 20 vạn. Sơ Tranh, mi có bệnh phải không? Vừa rồi không nói, bây giờ ta về rồi mới nói, cố ý chỉnh ta đúng không? Tiểu tỷ tỷ, vận động sẽ giúp cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh nha. Ta không, ta chỉ muốn làm cá muối không được sao? thể xác và tinh thần của ta đều khỏe mạnh cực kỳ. Vương bắt đản, con chó điên này chỉ biết bịa đặt. Nó bịa đặt ở đâu hả? Nó cũng chỉ nhắc nhở thôi mà, vương già ủy khuất đến không được. Sơ tranh tiêu hết 20 vạn, khi trở về thì thấy cửa chung cư hỏng, nhân viên quản lý đang liên hệ với nhân viên sửa chữa. Tức giận, thật sự rất tức giận, tức giận đến mức cô muốn chém người. Nhân viên công tác cũng cảm giác được khí thế hung ác phát ra từ trên người sơ tranh, không dám thở mạnh, không ngừng thúc giục nhân viên sửa chữa. Nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng mà vừa bước vào cửa phòng, cô liền phát hiện trong nhà bị người động chạm. Mặc dù đối phương đã cố gắng làm mọi thứ trở lại như cũ, nhưng sơ tranh có thể nhìn ra được. Lão Hồ Ly gọi mình ra ngoài, chính là vì để người ta đến lục soát chỗ ở của cô lão đại của tổ chức hành động như thế này nghĩa là không muốn vạch mặt, nếu hắn không tìm được gì, vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn là tranh tỷ của tổ chức. Sơ tranh chập một tiếng. Những người này cũng thật sự biết chơi. Hôm nay sơ tranh còn có việc phải làm, cô phải đi lấy đồ của mình về, bằng không thì hai con chó điên Lâm Phong và Lâm Nghiên kia, không chừng sẽ lợi dụng làm ra chuyện gì đó. Lâm Phong đi ra khỏi chung cư, hắn đang gọi điện thoại cho người khác, dường như đang nói gì đó, ánh mắt liếc qua nhìn thấy người đứng bên lề đường, ánh mắt hắn trầm xuống, nói với đối phương thêm hai câu, rồi cúp điện thoại. Sơ Tranh, Lâm Phong chạy đến trước mặt Sơ. Tranh, trên gương mặt tuấn lãng mang theo ý cười, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi, "Sao không gọi điện thoại cho anh?" Sơ Tranh xoay người, trên người cô vẫn là một bộ áo da bó sát người, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô hai tay cô đút trong túi áo khoác, thần sắc hờ hững, vô cùng có khí thế của đại tỷ. Sơ, đại tỷ, tranh, điện thoại của tôi không phải ở chỗ các người sao. Đáy lòng Lâm Phong hơi lột bột một chút, sơ tranh, em nói gì vậy? Điện thoại của em, sao lại ở chỗ anh được? Không đợi sơ tranh nói tiếp, hắn tiếp tục nói, đêm qua lão đại ở đây, nên anh không nói chuyện với em được, có phải em tức giận hay không? Em yên tâm, lão đại nói chuyện luôn cần chứng cứ chuyện này không liên quan đến chúng ta ông ấy sẽ không làm khó chúng ta ồ ông ấy sẽ không làm khó nhưng ta thì không giống ta sẽ làm đó không liên quan gì đến tôi sơ tranh nói còn có liên quan đến anh hay không trong lòng anh không rõ ràng à sơ tranh lâm phong nhíu mày em đang nói bậy bạ gì đó đáy lòng lâm phong có chút hoảng hốt nhìn cái ngữ điệu này của cô có vẻ giống như đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà không thể nào, đồ của tôi, sơ tranh vươn tay về phía Lâm Phong. Anh không có đồ của em, em, sơ tranh đột nhiên động thủ, không đúng, động cước, đá vào nơi bí ẩn. Biểu cảm của Lâm Phong nháy mắt tái nhợt, hai chân kẹp chặt, đau đến mức không phát ra tiếng được. Sơ tranh nắm lấy bả vai hắn, thanh âm lạnh như băng đập vào tay hắn, đồ của tôi. Lâm Phong hít mấy ngụm hơi lạnh, nơi bí ẩn đau đớn làm hắn không có cách nào lên tiếng mồ hôi lạnh trên trán vù vù rơi xuống đau quá đau muốn chết đáy lòng lâm phong hiện lên các loại suy nghĩ loạn thất bát tao cô lại dám đá hắn đá coi như xong còn đá vị trí này không phải cô thích mình sao sơ tranh rất nhanh liền dùng hành động nói cho hắn biết cô chẳng những dám đá hắn mà còn dám bẻ hắn lâm phong nghe rõ thấy tiếng cánh tay mình bị chật khớp kiên nhẫn của tôi có hạn, nhiều người nhìn như thế, ở bên đường đánh người không tốt lắm. Lúc này trên đường cái xe đến xe đi, người đi đường cũng không ít. Lâm Phong dùng tư thế cổ quái, vỉnh cái mông lên, sơ tranh còn nắm lấy cánh tay hắn, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, không ít người quay đầu lại nhìn. Sơ, sơ tranh, Lâm Phong thở mạnh, có phải em có hiểu lầm gì với anh không? Sơ tranh, má ơi! tên Lâm Phong này cũng là người tài nha, ta đã làm đến mức như thế, mà hắn còn có thể nhịn được. Gia Châu, chỗ này nhất định phải có tiếng vỗ tay. Sơ tranh làm nhảm xong, kéo căng khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, kéo lấy Lâm Phong đi vào nơi hẻo lánh. Thân thể, Lâm Phong bị thương, cơ hồ hoàn toàn bị sơ tranh kéo đi, mười. Phút sau, Lâm Phong chật vật sụi lơ trong góc tường, sơ tranh cầm điện thoại của mình lật xem đồ là do sơ tranh thô lỗ tìm được từ trên người lâm phong cô cũng không nghĩ tới vận khí đột nhiên không tệ hắn lại trực tiếp mang theo trên người sơ tranh hoài nghi lâm phong dự định làm chuyện xấu xa gì đó không phải cô u ám mà là hành vi của lâm phong không đúng dưới tình huống bình thường hắn phải mau chóng xử lý mới đúng dù sao đêm qua cô cũng đã để lộ tín hiệu là mình biết chuyện kết quả chẳng những hắn không xử lý mà ngược lại còn mang theo trên người sợ mình tìm không thấy chứng cứ đây không phải ý đồ bất chính thì là cái gì nữa trong điện thoại của nguyên chủ kỳ thật không có bao nhiêu thứ làm cái nghề như bọn họ có thể không lưu lại vết tích thì tuyệt đối không được lưu lại vết tích nhưng đồ là của cô nếu thật sự xuất hiện chút gì thì cô cũng không dễ giải thích sơ tranh nhìn lâm phong một chút thấy phiền lòng lại đạp thêm một cước Hai mắt Lâm Phong lật một cái, thành công hôn mê bất tỉnh. Xác định đồ vật của mình đều đủ hết, Sơ Tranh ném Lâm Phong ở đây, nghênh ngang rời đi, nữ sinh này, ban ngày ban mặt mà dám cướp bóc sao? Dáng dấp cũng thật đẹp mắt, không dựa vào dung mạo kiếm cơm, mà dựa vào thực lực kiếm cơm à. Trong góc khuất cách đó không xa, một thanh niên đẩy xe lăn, chậc chậc nói chuyện với người ngồi trên xe lăn. Người trên xe lăn bình tĩnh nhìn Lâm Phong nằm ở bên kia nếu em thích bênh vực kẻ yếu như thế sao vừa rồi không đi ra ai anh à em chỉ nói một chút việc này liên quan gì đến em chứ thanh niên lập tức nói người ngồi trên xe lăn cười nhạt một tiếng khoan đã anh dù sao anh cũng là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội vì nhân dân phục vụ bây giờ anh trông thấy người hành hung không tiến lên ngăn cản thì cũng coi như xong sao ngay cả khiển trách cũng không có lương tâm của anh đâu chính nghĩa của anh đâu người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội của em sắp chết đói xin hỏi em có thể di chuyển tay chân đi không anh kiếp trước em thiếu nợ anh sao hôm qua em nợ anh anh em sai rồi thanh niên lập tức đẩy xe lăn rời đi anh đừng nói nữa bị cha mẹ nghe thấy em liền xong đời đấy đây là bí mật của chúng ta anh không được nói xem biểu hiện của em đã anh em là em ruột của anh đấy Sơ Tranh tiếp nhận điều tra, Lâm Phong và Lâm Nghiên cũng giống vậy. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, muốn chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Nhưng Sơ Tranh không nghĩ tới, hai anh em chó điên Lâm Phong này cũng có không ít thủ đoạn, cho dù cô làm ra đạo cụ gì, thì cuối cùng bọn họ vẫn đẩy một con dê thế tội ra được, rửa sạch hiềm nghi của mình. Kế hoạch của hai người này viết tới 100 trang hả, hình như không cho bọn họ thành công cũng có chút tàn nhẫn nha. Sau khi xuất hiện một con dê thế tội, chuyện này triệt để hạ màn kết thúc, lão đại cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Điểm đáng ngờ duy nhất chính là những người kia do ai giết. Nhưng cuối cùng cũng không ai biết được. Chuyện này trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Đinh Sơ Tranh nằm dài trên ghế sofa, mò mò bên người một hồi, mò được điện thoại di động, cô cầm lên xem, ngài có nhiệm vụ mới. Sơ Tranh Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của ta không phải là phá sản sao? Sơ tranh phản ứng mấy giây, chậm rãi ngồi dậy. Mục tiêu nhiệm vụ, tấn ninh. Giới tính, nam. Yêu thích, không biết. Xu hướng giới tính, không biết. Nghề nghiệp, chơi bời lêu lồng nhàn rỗi ở nhà ăn bám gia tộc. Ghi chú, không. Nội dung nhiệm vụ, bước đầu tiên thu hoạch được tín nhiệm của tấn ninh. Bước thứ hai như trên, bước thứ ba như trên. Sơ tranh, cái nhiệm vụ thần tiên gì đây? Tư liệu do ai làm? Giờ hơi đến mức này luôn hả? Có thể có một chút giác ngộ của tổ chức, hắc ám, được không? Quá không tự giác. Sơ tranh làm nhảm xong, trực tiếp ném điện thoại đi. Nhiệm vụ tổ chức phân phối, cô không nhất định phải nhận, loại nhiệm vụ đẩy đưa này, bình thường sẽ tới trong tay vài người. Tổ chức này của bọn họ, không nhất định đều là sát thủ. Cũng sẽ có những nhiệm vụ khác, tỷ như dùng sắc dụ lấy được tình báo gì đó dù sao chỉ cần cố chủ không mang ý nghĩ hão huyền như muốn làm chủ tịch nước hoặc leo lên mặt trăng thống lĩnh người ngoài hành tinh thì loại nhiệm vụ cố tình gây sự này bọn họ đều có thể an bài lên lợi hại đến mức không được đáng tiếc sơ tranh không có hứng thú sơ tranh chơi bời lêu lỏng mấy ngày có lẽ là lão đại không nhìn được nữa để a hoa gọi cô qua ăn một bữa cơm nhưng sơ tranh không nghĩ tới không chỉ có cô, mà Lâm Phong và Lâm Nghiên cũng ở đây, hơn nữa còn có một số người khác, đều là người trong tổ chức cơ sơ tranh đi vào, một đám người lần lượt chào hỏi. Lễ phép với đại tỷ trong tổ chức nhất định phải có, sắc mặt Lâm Phong không tốt lắm đứng ở bên cạnh, trông thấy sơ tranh thì sắc mặt càng không tốt hơn. Lâm Nghiên ngược lại cười đến lộng lẫy, nói chuyện với lão đại. Lộ ra sự vũ mị và dụ hoặc của một người phụ nữ Mỏi Người ngồi đi lão đại mời mọi người ngồi xuống chuyện vài ngày trước đã làm mọi người sợ hãi rồi hôm nay mời mọi người đến ăn một bữa cơm rau dưa lão đại nói gì vậy lâm nghiên êm ái mềm mại nói chúng em đi theo lão đại mới có ngày hôm nay lâm nghiên dỗ lão đại đến vui vẻ cho nên mọi người bắt đầu tự do đi lại tụng nhóm lại nói chuyện với nhau lão đại cũng bị người vây quanh cục diện nhìn rất hòa hợp lâm phong trầm mặc uống rượu ngẫu nhiên đào mắt nhìn qua phía sơ tranh từ sau khi chuyện kia xảy ra hắn vẫn luôn giám thị cô phát hiện cô cơ bản không ra khỏi cửa càng không âm thầm gặp mặt lão đại nhưng đáy lòng lâm phong vẫn rất không yên cô biết bọn họ trói cô lại thế nhưng cô không hỏi gì cả hơn nữa còn có vẻ như biết tất cả mọi chuyện chị sơ tranh chị không vui sao lâm nghiên bưng ly rượu tới có phải gần đây mệt mỏi lắm không sơ tranh mặt lạnh lùng cách xa tôi ra một chút, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà xử lý ngươi. Lâm Nghiên hơi sửng sốt, chị sơ tranh, em làm sai chuyện gì sao? Sơ tranh cất giọng, lão đại, tôi muốn nói với ông, mi tâm Lâm Nghiên cuồng loạn, gương mặt trang điểm tinh xảo cũng hơi biến sắc. Cô ta lập tức đứng dậy, kéo ra một nụ cười khéo léo, chị sơ tranh, chị không vui, vậy em không quấy giày chị nữa. Cô ta siết chặt nắm đấm đi sang một bên khác giống như Lâm Phong. Lâm Nghiên sợ sơ tranh đột nhiên nói ra chuyện gì đó. Cho dù cô không có chứng cứ, nhưng nếu làm lão đại hoài nghi, thì cũng rất bất lợi với bọn họ. Lão đại đã nghe thấy giọng nói của sơ tranh, sơ tranh muốn nói gì, sơ tranh tùy tiện nói hai câu, lừa gạt lão đại xong, cô nhàm chán ngồi một bên, nghe những người này nói chuyện phiếm. Chủ đề trò chuyện của những người này cũng không phải minh tinh nào đẹp, phim truyền hình nào hay. Lâm Nghiên kéo Lâm Phong đi đến bên mép, "Anh, Hạ Sơ Tranh làm sao vậy? Cô ta thế nào?" Lâm Phong không yên lòng hỏi. "Vừa rồi em tìm cô ta nói chuyện, còn chưa nói hai câu, cô ta liền làm bộ muốn gọi lão đại." Lâm Nghiên tức giận bất bình, "Rốt cuộc cô ta biết bao nhiêu?" Lâm Nghiên tự nhận trước kia quan hệ của mình và cô không tệ. Bởi vì Lâm Phong, cho nên cô cũng có chút chiếu cố mình. Nhưng mà hiện tại lâm nghiên không nói nên lời đó là cảm giác gì dù sao cũng không tốt lắm cô giống như biến thành người khác vậy lâm phong anh không biết lâm nghiên nhíu mày làm cái thủ thế bí mật anh chúng ta diệt trừ cô ta mặc kệ câu chuyện gì xảy ra chỉ có thế này mới an toàn lâm phong nhíu mày không trả lời sao thế anh không nỡ à nói bậy bạ gì đó lâm phong thấp giọng khiển trách một tiếng lâm phong lâm nghiên hai người nói gì đấy mau tới đây có người gọi bọn họ tới liền lâm nghiên đáp một tiếng kéo lâm phong trở về bữa tiệc này kết thúc rất bình thản khi sơ tranh đi ra nhận được một phần tư liệu lão đại điểm danh bảo cô đi làm sơ tranh muốn làm con cá muối thôi mà khó vậy sao sơ tranh mở tư liệu ra nhìn xem nhiệm vụ rất đơn giản nhiệm vụ bọn họ làm đều sẽ có người chuyên thu thập tư liệu Mục tiêu nhiệm vụ yêu thích cái gì, thậm chí ngay cả trên giường thích dùng tư thế nào, đều sẽ xuất hiện trên tư liệu. Bọn họ chỉ cần đi hoàn thành là được rồi. Sơ Tranh nghĩ đến phần tư liệu trông thấy lúc trước, so sánh với phần tư liệu trong tay cô, thì cái kia liền lộ ra, đơn sơ đến không thể nhìn mặt ai. Sơ Tranh thu tư liệu lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Phong và Lâm Nghiên cùng lên một chiếc xe, trong con người bình tĩnh của Sơ Tranh đột nhiên hiện lên một tia sáng tâm tình bực bội tìm người giải lao đã nhưng mà sơ tranh đi xuống bậc thang nghĩ đến bản thân không lái xe tới theo sau có hơi phiền phức ngay khi cô dự định từ bỏ a hoa lái xe tới tranh tỷ đưa chị về nha sơ tranh liếc hắn một cái trầm mặc vài giây mở cửa xe leo lên đi theo bọn họ a hoa nhìn về phía trước đây không phải là xe của lâm phong sao tranh tỷ đây không phải là xe của phong ca sao chúng ta đi theo làm sơ tranh quay đầu nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng làm toàn thân a hoa lạnh băng lập tức nổ máy xe bám theo chiếc xe phía trước lâm phong rất cảnh giác chạy qua bảy vòng tám quẹo đến đau hết cả đầu cũng may a hoa lái một chiếc xe bình thường trước đây chưa lái bao giờ kỹ thuật theo dõi lại thuộc hàng xuất sắc trong tổ chức nên không đến mức bị lâm phong phát hiện và vứt bỏ Lâm Phong lái xe vào ga ra tầng ngầm. Sơ Tranh Bảo A Hoa dừng lại xa một chút, cô mò xuống xe, trong ánh mắt của A Hoa vẫn rất có khí thế. Tranh tỷ, A Hoa không phát ra tiếng, chỉ làm cái khẩu hình. Sơ Tranh giơ tay ra hiệu hắn chờ ở trong xe. A Hoa, Tranh tỷ làm gì vậy nhỉ? Sơ Tranh Lặng Yên không tiếng động tới gần xe của Lâm Phong, người ở bên trong dường như vẫn chưa xuống. Hiệu quả cách âm của xe không tệ sơ tranh không nghe được người bên trong nói gì hết chỉ có thể nhìn thấy bóng người ở trong đó thoạt nhìn thì có vẻ như đang cãi vã cũng không biết cãi chuyện gì cô đứng ở chỗ tối tăm an tĩnh chờ đợi ngay lúc sơ tranh đang cân nhắc xem có cần phóng hỏa hay gì đó không lâm nghiên trên tay lái phụ đột nhiên tiến đến trước mặt lâm phong tiên sư còn nói thầm gì nữa đều mẹ nó đã cách âm rồi còn phải ghé sát vậy nói à nhưng mà một màn kế tiếp làm tam quan của sơ tranh có chút sụp đổ lâm nghiên và lâm phong thế mà lại hôn nhau sơ tranh xoa xoa đôi mắt nghi ngờ có phải công năng chống nhìn trộm của xe quá tốt nên mình nhìn lầm rồi không nhưng mà mẹ nó cô đang đứng ở phía trước mà này này kích thích như thế sao ta sắp không thể nhìn thẳng vào tình anh em nữa rồi lâm nghiên và lâm phong đậu xe ở vị trí rất vắng vẻ nếu như không phải sơ tranh cố ý chui lên phía trước thì căn bản không ai nhìn thấy trong xe xảy ra chuyện gì. Mà sơ tranh xem được toàn bộ quá trình bảo vệ sức khỏe. Không được. Ta cần từ từ. Sơ tranh sửa sang lại quần áo. Yêu nhã thong dong đi ra khỏi chỗ tối. Tùy tiện gõ cửa sổ xe. A hoa chờ trong xe nửa ngày. Không dám đi. Cũng không dám xuống dưới. Sợ quấy giày sơ tranh làm việc. Ngay lúc A hoa chờ đến nôn nóng. Sơ tranh trở về. Còn kéo theo một người a à hoa hãi hùng khiếp vía tranh tỷ bây giờ làm việc châu bò vậy luôn sao tranh tỷ đây là a à hoa thấy rõ người sơ tranh đang kéo giọng nói giống như bị người bóp nghẹt đây không phải phong ca sao tranh tỷ đang làm cái gì thế sơ tranh mặt không cảm xúc ném lâm phong vào xe sau đó rời đi nhưng chỉ qua một phút đồng hồ lại kéo theo lâm nghiên trở về quần áo trên người lâm nghiên vẫn chưa cài đàng hoàng bộ ngực sữa nửa lộ ra vết tích mập mờ dài rác vừa nhìn đã biết tình hình chiến đấu rất kịch liệt a hoa là loại người khôn khéo vừa nhìn đã biết tình huống như thế nào chỉ là hắn vẫn có chút không hiểu đó là ai làm ra cũng không thể là ánh mắt a hoa rơi trên người lâm phong quần áo cũng không ngay ngắn bên cạnh khiếp sợ không thể nào sơ tranh nhét người vào ghế sau sau đó kéo cửa chỗ tay lái phụ ra ngồi xuống đóng cửa liền mạch lưu loát lái xe A Hoa còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Sững sờ nhìn hai người đã mất đi ý thức ở ghế sau. Lái xe, sơ tranh lặp lại lần nữa. Dạ, A Hoa luống cuống tay chân nổ máy. Tận đến khi rời khỏi gara, A Hoa mới tìm lại giọng nói của mình. Tranh, tranh tỷ, chúng ta mang bọn Phong ca đi đâu? Đúng rồi, tại sao tranh tỷ lại đánh ngất bọn Lâm Phong? Cứ chạy về phía trước, đến nơi tôi sẽ gọi. A Hoa nuốt một ngụm nước bọt. Sao Lâm Phong lại đắc tội với Tranh tỷ rồi? Không phải trong tổ chức đồn đại, Tranh tỷ thích Lâm Phong sao? Chẳng lẽ trông thấy Lâm Phong và em gái mình ấy ấy ấy, thẹn quá hóa giận sao? Xong rồi xong rồi, hắn có thể bị diệt khẩu luôn không? Đang yên bình hắn chui vào cái ổ này làm gì chứ? A Hoa khóc không ra nước. Mắt cảm thấy mình chết chắc rồi, dưới đáy lòng nghĩ đến, khu đất nào xây mộ tương đối tốt để đến lúc đó nói tranh tỷ hạ thủ lưu tình cho mình chọn nơi chôn xác hai tiếng rưỡi sau a hoa nhìn đường cái hoang tàn vắng vẻ quay đầu hỏi sơ tranh tranh tỷ đã tới chưa sơ tranh nghiêm mặt sắp sắp cái quỷ chứ sắp đêm hôm đó trời tối đen như mực ven đường lại không có công trình kiến trúc đặc biệt gì để tham khảo cho nên hình như cô không nhớ rõ không sao bình tĩnh Thân là con gái sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó được. Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy một chỗ tương đối thích hợp để vứt xác, bảo A Hoa dừng lại. "Giúp tôi mang hắn ra đây." Sơ Tranh chỉ huy A Hoa. "Tranh, Tranh tỷ, chị muốn làm gì thế?" A Hoa có chút phát run. Sơ Tranh lôi Lâm Nghiên ra khỏi xe. "Cậu yên tâm, cậu đã đứng chung một con đường với tôi, bây giờ muốn thoát thân thì đã muộn." cái này bảo tôi yên tâm kiểu gì hả? A à Hoa khuất phục dưới dâm uy của sơ tranh, kéo Lâm Phong ra ngoài. Không biết sơ tranh mò đâu ra một sợi dây thừng, trói người lại, rồi không chút lưu tình đẩy từ trên sườn dốc xuống. A à Hoa nhìn đến trợn mắt há mồm. Tận đến khi hắn ngồi trên xe, vẫn có chút mất hồn mất ví. Không phải trước kia quan hệ của tranh tỷ với Lâm Phong và Lâm Nhiên tốt lắm sao? chuyện này là thế nào vậy? Lâm Phong và Lâm Nghiên sẽ không chết chứ? Về đi." Thanh âm nhẹ nhàng không chứa chút tình cảm của sơ Tranh truyền đến. "Chuyện ngày hôm nay, cậu biết nên nói thế nào chứ? Tôi, tôi ở nhà ngủ, về sau tôi bảo kê cậu, không cần cảm động, không dám không dám. Khách sạn quốc tế Phúc Hỷ Lai." Thanh niên đẩy xe lăn nhanh chóng xông vào khách sạn, tránh ra tránh ra, nhanh lên, mau tránh ra. Lúc này trong đại sảnh khách sạn có không ít người thanh niên xông vào liền hô to, xuyên qua đám người, thẳng đến thang máy, vừa vặn đuổi kịp thang máy đang mở. Tầng 38, cảm ơn. Thanh niên thở hồn hển nói với một nữ sinh trong thang máy. Nữ sinh bình tĩnh liếc hắn một chút, không nhúc nhích. Thanh niên không khỏi ngước mắt nhìn lại, tiểu mỹ nữ cô, nữ sinh mặc một bộ lễ phục bằng lụa màu đen, lễ phục thiết kế kiểu trễ vai, lộ ra bả vai và xương quai xanh xinh đẹp tóc hơi xoăn rủ xuống trước người dung mạo nữ sinh tinh xảo giống như búp bê trong tủ kính tinh tế điêu khắc xinh đẹp hoàn mỹ chỉ là hơi lạnh câu nói kia của thanh niên giống như bị kẹt lại hắn trừng mắt nhìn nữ sinh này không phải chính là tên cướp lần trước sau nhìn ở khoảng cách gần hình như càng đẹp hơn xong rồi hình như cậu yêu đương mất rồi có thể giúp tôi ấn một chút sắc mặt thanh niên đỏ lên chờ mong nhìn nữ sinh không thể nữ sinh rất quả quyết cự tuyệt thanh niên tiểu mỹ nữ thật lạnh lùng ngay khi thanh niên thất vọng thanh âm của nữ sinh lại truyền tới không có thẻ không ấn được khách sạn năm sao trừ tầng lầu công cộng của khách sạn thì những tầng còn lại đều phải quét thẻ hơn nữa quét thẻ tầng nào thì chỉ lên được tầng đó không thể đến những tầng lầu khác à, Thanh niên đần độn a à một tiếng, lúc Tấn Thần nhận được điện thoại của anh trai nhà mình, đang mờ mịt đứng ở hành lang lầu 12. "Anh, em, em không thể đi lên, không thấy tiểu mỹ nữ đâu, thương tâm, thất tình." Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi. "Em là heo sao? Đúng thế." Tấn Thần ngăn cản một nhân viên công tác, giúp mình lên tầng 38, cậu đẩy xe lăn đi vào, vừa liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, tư thái lười biếng bưng một ly trà, chút hơi nước lượn lờ giữa hai đầu lông mày hắn, giống như thần tiên thưởng trà trong núi xanh thơ mộng. Tại sao tạo hóa lại cho hắn một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tị như thế chứ? Mỗi lần Tấn Thần trông thấy đều rất tuyệt vọng, rõ ràng đều cùng một cha mẹ sinh ra, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? "Anh!" Tấn Thần kêu một tiếng. Người đàn ông đặt chén trà xuống, thang máy của khách sạn hỏng hay là chân em hỏng anh anh chỉ ước chân em hỏng đúng không tất nhiên anh em có nạn cùng chịu tấn thần tức điên người em chưa từng thấy người nào như anh khóe miệng người đàn ông kéo ra một đường cong nhỏ bé bây giờ gặp được vui vẻ không tấn thần tấn thần chịu đựng xúc động muốn bóp chết hắn đây là anh ruột của mình không thể bóp chết bằng không thì cậu sẽ bị cha mẹ bóp chết tấn thần hít sâu đổi sắc mặt trong một gây. Anh, em nói cho anh biết, vừa rồi ở trong thang máy em gặp được một chị gái nhỏ siêu siêu đẹp, đẹp lắm lắm luôn ấy, em cảm thấy mình đang yêu đương. Em xác định không phải mình gặp quỷ chứ, đây chính là lý do em đến trễ. Tấn thần ngậm miệng, cậu vẫn đừng nói lời nào thì hơn. Bằng không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ruột nhà mình làm tức chết. Anh, anh thật sự muốn tham gia à? Người đàn ông không đáp lời, Cuối đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ không hề động, dừng lại ở 2 giờ 30 phút dạng sáng. Tấn Thần thấy thế thì khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, lại sợ nói nhầm, kìm nén đến mức khó chịu. Người đàn ông cầm áo khoác, tùy ý khoác lên người, tự mình chống lên ghế sofa, ngồi vào xe lăn. Tấn Thần đứng nhìn, không có ý tứ muốn giúp đỡ. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông chậm rãi nói: gia giáo của tấn gia em bỏ đi đâu rồi? Anh, rõ ràng bọn họ không có ý tốt. Anh làm gì? Thanh âm của người đàn ông rất bình thản, giống như thần tiên không màng thế sự. Chút chuyện nhỏ này, không cần để trong lòng. Tấn thần, đây mà là thần tiên cái mẹ gì? Đây rõ ràng là ma quỷ. Tấn thần đẩy xe lăn ra ngoài, ấn thang máy, tầng 12. Đáy lòng tấn thần có chút kích động, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu tiên nữ của mình đó trong thang máy chỉ có hai người bọn họ em tư xuân người đàn ông ngay cả đầu cũng không quay lại tựa hồ đã biết tấn thần có cái đức hạnh gì tấn thần trợn mắt chừng một cái em tuổi này tư xuân không phải rất bình thường sao bình thường người đàn ông gật đầu lúc tấn thần đang nghĩ xem sợi dây thần kinh nào của anh ruột nhà mình không đúng liền nghe hắn nói trở về bảo gì làm cho em nhiều món ăn bổ thận một chút đừng ném mất mặt mũi của tấn ra tấn thần Mẹ nó, đinh, cửa thang máy kịp thời mở ra, ngăn cản thảm kịch anh em tương tàn sắp diễn ra trong thang máy. Tấn thần phẫn nộ đẩy người đàn ông rời khỏi thang máy, trên hành lang có mấy cô gái đứng tiếp khách, thấy bọn họ ra, đầu tiên là sững sờ, bị dung mạo của người đàn ông làm rung động. Một lát sau không thất lễ tươi cười chào đón, mời bọn họ đi vào. Chờ khi hai người đi khuất, các cô gái tiếp khách mới kích động lên tiếng. Rất đẹp trai nha. Đó là ai thế, sao lại đẹp trai như vậy chứ? Chỉ có chút đáng tiếc là người tàn tật, nhưng nếu thật sự nhìn kỹ thì ngay cả một cô gái như tôi cũng thấy ghen tị, nam sinh đẩy hắn cũng thật đẹp. Yến hội y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Tiếng nhạc êm tai che giấu âm thanh trò chuyện ở giữa sảnh, Sơ Tranh đi theo dòng người tiến đến, những cô gái xinh đẹp luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà đại đa số người đối với Sơ Tranh chỉ là quan sát Dung mạo của cô rất đẹp, không thể nghi ngờ. Trong bộ lọc thị giác của sinh vật giống đực, cô có thể rất nổi bật, nhưng không ai dám đi tới bắt chuyện. Vì, sao không dám, những người này cũng nói không nên lời nguyên nhân là do đâu. Cô gái kia lạnh lùng thanh nhã đứng ở nơi đó, giống như tự mang theo khí thế người sống chớ quấy dày, làm cho người ta không dám đến bắt chuyện. Sơ tranh bưng một ly sâm panh, ánh mắt tùy ý đảo qua đại sảnh rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ của mình. Lão tổng của bất động sản Hồng Quang, Cao Đức Thăng. "Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta không thiếu tiền, cô không cần làm loại nhiệm vụ này." Sơ Tranh nhấp một ngụm sâm panh, "Ta không làm nhiệm vụ, người bị xử lý chính là ta, nơi ta ở cũng không phải là trại mồ côi." "Phi, ta thấy cô còn ước thế thì có, thân phận của cô chú định hành vi nghề nghiệp." Vương giả cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tiếng, tiêu hết 50 vạn. Sơ tranh, thời gian cấp bách, sơ tranh buông sâm panh xuống, đi vào trong đám người. Cao Đức Thăng đang bắt chuyện với người ta, nhìn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng vào lúc này, một mỹ nhân bên cạnh đột nhiên nghiêng một cái, ly rượu trong tay tạt lên người Cao Đức Thăng. Xin lỗi, xin lỗi. Mỹ nhân lập tức nói xin lỗi cao đức thăng nhíu mày nhìn mỹ nhân kia một chút lộ ra điểm không kiên nhẫn chuyện gì xảy ra cô thật xin lỗi mỹ nhân lã chã trực khóc bộ dáng kia làm cho người ta không đành lòng tức giận nhưng cao đức thăng thì không hắn hết sức tức giận cô cố ý phải không không phải không phải không biết vừa rồi tôi giẫm phải cái gì đột nhiên trượt một chút thật xin lỗi mỹ nhân vội vã giải thích cao tổng so đo với một cô gái làm gì Ngài nhanh vào toilet sửa sang lại đi, người bên cạnh vì mỹ nhân mà nói chuyện. Cao Đức Thăng trở ngại mặt mũi người nói chuyện, không tiếp tục làm khó xử mỹ nhân này, vẻ mặt tức giận rời đi. Trong đám người mơ hồ truyền đến Cao Đức Thăng là người không gần nữ sắc, vô cùng yêu thương vợ, kéo theo không ít người lên tiếng thảo luận. Sơ Tranh hờ hững đứng ở phía ngoài đoàn người, thừa dịp không ai chú ý, đi theo phương hướng Cao Đức Thăng rời đi sơ tranh bình tĩnh lý trí thu thập hết thảy chứng cứ mình từng xuất hiện ở đây, cuối cùng còn soi gương một chút. Thật là đẹp, vương bát đản, camera liền làm phiền mi rồi, vương giả khó thở, tiểu tỷ tỷ, cô không nghiêm túc phá sản cho tốt đi, bây giờ còn muốn ta thông đồng làm bậy với cô nữa. Lời này đừng nên nói như vậy, mi không giúp ta, sao ta có thể phá sản đúng thời gian quy định được. Mi xem sắp hết thời gian rồi kìa nếu ta tự nghĩ biện pháp giải quyết camera được rồi vương giả cắt ngang lời cô sơ tranh lấy điện thoại ra nhiệm vụ hoàn thành kết thúc công việc đúng vậy kết thúc công việc cũng có người chuyên phụ trách bọn họ là một tổ chức có kỷ luật xã hội sơ tranh chấn định thong dong đẩy cửa wc bước ra ngoài bảng hiệu treo ngoài cửa sau khi cô rời đi một người mặc trang phục của công nhân vệ sinh tiến vào lấy tấm bảng đi trong phòng giám sát, bảo vệ ngáp một cái, ăn không ngồi rồi nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới, hình ảnh theo dõi khẽ lấp lóe. Sơ Tranh đang rất vội vàng, không có ý định lại trở lại yến hội, chuẩn bị rời đi theo lối đi an toàn. Ai biết vừa mới đi tới lối đi an toàn thì nghe thấy bên trong có âm thanh trò chuyện truyền tới. Cửa của lối đi an toàn nở mở, từ phương hướng của Sơ Tranh dễ dàng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn bên trong hắn cúi đầu tia sáng lờ mờ làm người ta không thấy rõ mặt hắn tấn tiên sinh thật sự rất xin lỗi anh bây giờ như thế này tôi không thể nào đính hôn với anh được tôi không muốn nửa đời sau phải sống cùng một tên phế nhân đứng đối diện người đàn ông là một người phụ nữ cũng xem như đẹp cô ta khoanh hai tay trước ngực ánh mắt nhìn người đàn ông rõ ràng lộ ra sự ghét bỏ người đàn ông ngồi ở trên xe lăn không vì thân thể tàn tật mà lộ ra khí thế thua kém ngược lại có một loại lười biếng quý khí giọng điệu của hắn bình tĩnh lại lạnh nhạt chỉ là hai nhà rảnh rỗi nói nhảm không cần để trong lòng cô cũng không cần thiết phải cố ý nói với tôi hắn có chút dừng lại hơi ngẩng đầu lộ ra gương mặt khiến cho người ta thần hồn điên đảo trên mặt hắn mặc dù không có biểu cảm nhưng cũng không lộ vẻ băng lãnh mà có mấy phần lười biếng đẹp đẽ đôi mắt đen trầm tựa như bảo thạch thấm qua vết mực đen đến thuần túy tự nhiên môi mỏng của người đàn ông khẽ mở câu chữ rõ ràng dù sao cô và tôi không có bất cứ quan hệ nào người phụ nữ trang điểm tinh xảo khi người đàn ông nói những lời này dần dần đổi sắc mặt hôn ước của mình và hắn là do trưởng bối hai nhà định ra rất lâu trước đây cô ta cũng từng chờ mong thế nhưng người đàn ông này bây giờ hắn lại nói hôn ước đó chỉ là lời nói nhảm rõ ràng hôm nay mình làm cho hắn khó xử nhưng sao bây giờ lại giống như mình vội vàng tiến lên tấn ninh trước kia mày có thể muốn làm gì thì làm không để bất luận kẻ nào vào mắt nhưng bây giờ mày trở thành thế này mày cho rằng mình vẫn còn là tấn ninh lúc trước sau một âm thanh khác từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp tới gần một gã đàn ông mụ áo chỉnh tề đứng trên bậc cầu thang từ trên cao nhìn xuống tấn ninh giống như tấn ninh là sâu kiến thần phục dưới chân gã tấn ninh tùy ý nhìn một chút ngụy lâm hiên nghe lén người khác nói chuyện sẽ nghiện hay đó là truyền thống của gia đình cậu thần sắc kiêu căng của ngụy lâm hiên trầm xuống tấn ninh mày biết tao ghét nhất điểm gì ở mày không yêu càng sâu hận càng nhiều cậu cần nhìn thẳng vào tình cảm của mình ngữ điệu của tấn ninh không nhanh không chậm tư thế kia giống như bọn họ là bạn tốt nhiều năm đang nhàn nhã nói chuyện phiếm ngụy lâm hiên bệnh tâm thần à gã cần nhìn thẳng vào tình cảm gì gã ghét nhất chính là cái miệng đó của tấn ninh tức chết người về sau cả một đời đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn ngay cả một người đàn ông cũng không phải tấn ninh mày sống còn ý nghĩa gì nữa ngụy lâm hiên đang công kích cá nhân nhưng mà đến cả ánh mắt tấn ninh cũng không thay đổi chút nào tôi sống cậu không vui vậy thì rất ý nghĩa ngụy lâm hiên mấy bước đi xuống cầu thang ôm người phụ nữ vào trong ngực khiêu khích nhìn hắn tấn ninh người phụ nữ của mày hiện tại đang ở bên cạnh tao mày cảm thấy dựa vào mày như bây giờ còn có bản lĩnh gì mà tranh với tao ngụy lâm hiên cậu tốt nghiệp tiểu học chưa ồ quên mất lúc trước cậu thi luôn xếp hạng chót ngụy lâm hiên siết chặt nắm đấm gần xanh nổi lên bây giờ đã là lúc nào rồi học bá thì ghê gớm mà. Tấn Ninh không nhìn ánh mắt phẫn nộ của Ngụy Lâm Hiên. Vị nữ sĩ này, không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Sao có thể nói là, người phụ nữ của tôi, được. Giọng nói người đàn ông trầm thấp yêu nhã. Cách dùng từ rất lễ phép, thế nhưng lời nói ra, vô cùng đâm người. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, ánh mắt nhìn Tấn Ninh, tựa như đang nhìn quái vật. Nhưng mà thế này cũng coi như tốt lắm rồi. Khi ở cùng Tấn Thần, ngay cả nói chuyện lễ phép ngoài mặt tấn ninh cũng không dùng kìa sức chiến đấu của ngụy lâm hiên làm sao có thể là đối thủ của tấn ninh được chỉ qua hai ba câu liền tức giận đến sôi máu mất lý trí gã đột nhiên tới gần tấn ninh trên mặt mang theo ý cười không tốt tấn ninh tao nghe nói không chỉ chân mày bị phế đi ánh mắt tấn ninh lúc này mới chìm xuống ngụy lâm hiên đặt tay trên xe lăn lòng tự tin dường như trở lại trên người gã Ngụy Lâm Hiên, người phụ nữ nhíu mày kêu một tiếng. Ngụy Lâm Hiên quay đầu nhìn cô ta, bảo bối, em còn muốn nói. Chuyện giúp hắn à? Trước kia đến cả một ánh mắt hắn cũng không cho em, đem sự yêu thích của em trả đạp dưới chân. Em đã quên chuyện hắn làm em khó xử thế nào rồi sao? Người phụ nữ nhất thời không lên tiếng. Ngụy Lâm Hiên quay đầu lại, tấn ninh hà, mày nói mày cũng đã như vậy, sao nói chuyện vẫn cứ đáng ăn đòn như thế chứ? Ngụy Lâm Hiên đẩy xe lăn, đi đến bên mép cầu thang. Tấn Ninh không có phản ứng gì. Xe lăn dừng ở biên giới. Ngụy Lâm Hiên thoáng buông tay, xe lăn sẽ rơi xuống, cùng với người ngồi trên đó. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Tấn Ninh. Sơ tranh, ta chỉ, xem kịch thôi mà, sao lại tăng thêm chuyện rồi. Sơ tranh yên lặng đánh mình một cái, cho mi không nghe lời này, xem kịch cái gì chứ lần này thì tốt rồi xem đến có chuyện luôn thấy chưa ngụy lâm hiên sẽ chết người đấy người phụ nữ có chút gấp gáp anh đừng làm quá yên tâm tấn tiên sinh của chúng ta mạng lớn lắm ngụy lâm hiên giọng điệu âm trầm nếu bây giờ mày cầu xin tao thì tao sẽ bỏ qua cho mày thế nào rầm rầm cửa của lối đi an toàn bị phá tan ngụy lâm hiên theo bản năng quay đầu lại nhưng còn chưa thấy rõ là ai thì xe lăn trong tay bị người kéo về phía sau bả vai bên trái của gã bị ra sức đẩy ngã sấp xuống phía bên cạnh xe lăn lui lại bên cạnh người gã trước mặt gã là cầu thang ngụy lâm hiên chừng lớn mắt thân thể không theo khống chế lăn xuống phía dưới tiếng phụ nữ thét chói tai vang vọng trong hành lang thật lâu sơ tranh đẩy tấn ninh nhanh chóng trở lại hành lang quẹo góc dùng thang máy của nhân viên công tác xuống lầu từ đầu đến cuối người đàn ông được sơ tranh đẩy đi đều duy trì trầm mặc không có kinh hoàng không có sợ hãi không có cảnh giác tận đến khi rời khỏi cửa lớn khách sạn người đàn ông mới lên tiếng cô là ai sơ tranh thập phần lạnh lùng người tốt không cần cảm ơn tấn ninh nhíu mày cô biết tôi sơ tranh di chuyển tới trước mặt hắn rũ mắt hỏi hắn anh tên gì cô gái rất trẻ Mái tóc hơi uốn xoăn làm nổi bật gương mặt lớn chừng bằng bàn tay của cô, ánh mắt bình tĩnh lại trong suốt, không nhiễm bụi trần. Là một cô gái rất đẹp. Tấn Ninh thất thần trong một khoảnh khắc. Môi mỏng của hắn hơi mở, thần xui quỷ khiến nói ra tên mình. Tấn Ninh. Bây giờ quen biết rồi, cô gái bình tĩnh nói, "Sơ Tranh, tên của tôi, Tiểu Tỷ Tỷ, cô còn 10 phút nha, tương đương sắp gấp đôi nha, tương đương tương đương chữ nha." kia phá lệ vô sỉ. Sơ tranh đẩy hắn đi trên đường cái, tấn ninh nhíu mày, cô muốn mang tôi đi đâu, sơ tranh nói, thời gian cấp bách. Cô ngược lại rất muốn ném hắn ở đây, nhưng vương bát đàn không cho phép, sơ tranh lời ít mà ý nhiều, làm tấn ninh nhất thời không tìm thấy manh mối gì. Con phố bên cạnh, khách sạn chính là nơi mua bán sầm uất. sơ tranh đẩy tấn ninh đi rất nhanh, gió thổi qua gương mặt, tấn ninh cảm nhận được, cô thật sự rất vội nhưng mà tấn ninh nhìn cô gái đang tính tiền ở quầy hàng cô nói thời gian cấp bách chính là vì mua đồ người đàn ông kia thật đẹp đáng tiếc tàn phế ai đúng là rất đáng tiếc khi sơ tranh tính tiền nghe thấy người bên cạnh chỉ trỏ tấn ninh cô quay đầu nhìn một chút người đàn ông bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó xem như không thấy những ánh mắt khác thường xung quanh đang nhìn đồ vật trong quầy thủy tinh dường như cảm thấy rất hứng thú đèn thủy tinh trong cửa hàng chiếu rọi ánh sáng vàng vừa vặn bao phủ lấy hắn hắn giống như một vị thần đứng giữa sân khấu đẹp đến mức không tưởng nổi bộp sơ tranh đem đồ vật mà quầy viên đưa đến đặt xuống thật mạnh mấy nữ sinh thảo luận bên cạnh nhất thời im bặt nhìn về phía âm thanh truyền tới cô gái đang nhìn bọn họ gương mặt không chút cảm xúc có chút dọa người bọn họ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của cô gái kia đã bị ánh mắt kia làm giật mình, cấp tốc cúi đầu xuống, xám xịt rời khỏi cửa hàng. Quầy viên không thấy được bộ dáng của sơ tranh, nhưng cũng phát giác được vị khách hàng này hơi khó chịu, càng thêm cẩn thận hơn, ăn nói nhỏ nhẹ đối đãi. Gói cái đó lại, sơ tranh chỉ vào quầy hàng mà Tấn Ninh nhìn. Vâng, muốn lấy cái nào à? Trong quầy hàng kia có đến mấy cái? Trời mới biết Tấn Ninh đang nhìn cái nào? thế là đại lão sơ tranh chỉ có thể lùi lại một bước toàn bộ quầy viên hít sâu một hơi nụ cười trên mặt càng tươi hơn được rồi ngài chờ một lát bán được càng nhiều đồ hoa hồng của quầy viên càng nhiều đương nhiên bọn họ rất vui quầy viên gói kỹ toàn bộ đồ lại đưa cho sơ tranh nhưng mà sơ tranh ngại quá nhiều hộp bảo bọn họ xếp hết vào trong một cái hộp quầy viên cô gái này dung mạo xinh đẹp khí chất yêu nhã tôn quý, nhìn là biết được giáo dục rất tốt, là con của gia đình có tiền, nhưng sao lại giống như nhà giàu mới nổi, cẩu thả như thế nhỉ? Đóng gói vào chung một hộp, phân lượng của những mặt hàng xa xỉ phẩm này liền nhỏ hơn nhiều. Sơ tranh mang theo một cái túi, đi về bên người tấn ninh, treo cái túi lên trên chuôi xe lăn. Sơ tranh đẩy hắn rời đi, nhiệt độ trong cửa hàng hơi nóng, sơ tranh mặc lễ phục lộ vai, nên không cảm thấy. Tấn Ninh lại cảm giác được rất rõ ràng. Tấn Ninh cảm thấy kỳ quái ở chỗ, tại sao mình phải đi cùng cô, càng quỷ dị hơn chính là, lúc này hắn rất kiên nhẫn, tuyệt đối không cảm thấy phiền. Đây chỉ là một người xa lạ, vừa rồi cô đã nghe thấy những gì, xe lăn ma sát trên nền gạch men, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cái gì? Ánh mắt sơ tranh hờ hững nhìn tủ kính bên cạnh, phía trên có cái bóng của bọn họ. Vừa rồi ở lối đi an toàn, cô đã nghe thấy những gì ở lối đi an toàn động tác của sơ tranh quá nhanh đừng nói ngụy lâm hiên không kịp phản ứng ngay cả tấn ninh cũng không kịp phản ứng đều nghe thấy được sơ tranh vô cùng thành thật tấn ninh trầm mặc vài giây lễ phép lại lạnh nhạt để cô chê cười rồi đúng là khá buồn cười sơ tranh gật đầu tấn ninh hơi sửng sốt cánh môi hắn khẽ động muốn hỏi là ai buồn cười hắn hay là người khác nhưng cuối cùng hắn vẫn nốt vấn đề này về không hỏi ra có đôi khi không hỏi đến cùng vẫn tốt hơn rời khỏi cửa hàng tấn ninh liếc mắt nhìn thấy tấn thần đang chạy tới bên này cậu cúi đầu nhìn điện thoại đụng vào mấy người vừa nói xin lỗi vừa chạy về phía trước khóe miệng tấn ninh hạ thấp xuống tấn thần vừa vặn ngẩng đầu trông thấy tấn ninh trầm mặt xuống cậu lập tức giấu điện thoại ra phía sau còn chưa kịp nghĩ cách ứng đối với anh ruột nhà mình như thế nào tầm mắt lệch qua trông thấy người đứng phía sau xe lăn ánh mắt tấn thần lập tức sáng lên tiểu tiên nữ duyên phận nha đây tuyệt đối là duyên phận ông trời cho cậu tấn thần không thèm quan tâm anh ruột nhà mình nữa ánh mắt dính lên người sơ tranh là cô nha tấn thần tóm được cơ hội nên không muốn bỏ qua như vậy xin chào cái kia tôi tên là tấn thần chúng ta có thể làm quen một chút không? Ừ, tôi là xuất thành sao? Sơ tranh chững chạc đàng hoàng gật đầu. Từ, tấn, trong tấn thần nghĩa là vào, ở đây tranh gia nói, xuất, nghĩa là ra, hưng có lẽ tranh gia đùa giỡn người ta chơi. Ta không biết tiếng Trung, dịch theo cảm tính, ai hiểu hãy chỉ điểm cho ta, a à, anh biết cậu ta sao? Sơ tranh hỏi Tấn Ninh. Tấn Ninh gật đầu. Vậy tôi đi trước, xong việc. Rút lui. Sơ Tranh đưa Tấn Ninh cho Tấn Thần, chặn một chiếc xe lại, rời đi không chút lưu luyến. Tấn Thần, tại sao tiểu tiên nữ lại đi mất rồi? Anh, cô ấy chính là người em đã nói với anh đó, có phải rất đẹp đúng không? A a a, em sắp rơi vào bể tình. Tấn Ninh vươn tay, điện thoại. Sự hưng phấn của Tấn Thần trong nháy mắt sụp đổ. Anh, đây không phải do em, là mẹ, Tấn Ninh xảy ra vấn đề lớn như vậy người trong nhà sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thỉnh thoảng tấn ninh có thể tìm thấy trong đống vật phẩm của mình thiết bị theo dõi điện thoại tấn thần ngượng ngùng xoắn suýt đưa điện thoại tới bằng hai tay tấn ninh ấn mở điện thoại nhìn thấy định vị phía trên sắc mặt càng khó coi hơn anh em cũng không muốn thế nhưng không thấy anh đâu em rất lo lắng vì sao lại không thấy anh tấn ninh trả lại điện thoại cho cậu cười nhạt một tiếng, trong lòng em không rõ ràng à. Tấn thần vẻ mặt cầu xin, anh ruột, con người có ba cái gấp đó được không? Em chỉ vừa đi vào nhà vệ sinh một chút, khi đi ra thì không thấy tâm hơi anh đâu, xém nữa hù chết em. Đúng rồi, trong khách sạn xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải khách sạn xảy ra chuyện, thì tấn thần cũng sẽ không gấp gáp như thế. Mặc dù kể từ khi xảy ra chuyện, anh trai của cậu có chút khác thường, nhưng tổng thể mà nói thì không khoa trương như cha mẹ cậu nghĩ tấn ninh quét mắt nhìn tấn thần một chút cũng không nắm mãi không buông chuyện gì cao đức thăng chết rồi ai cao đức thăng nghĩ nghĩ anh ruột của cậu hình như cũng không chú ý đến những người này đổi một tên tuổi khác ông chủ của bất động sản hồng quang nói đến bất động sản hồng quang đáy lòng tấn ninh liền hiểu rõ vở kịch tranh giành tài sản của cao gia sắp diễn ra kiểu bát quái em thích nhất đúng vậy tấn thần gật đầu thoáng qua mới kịp phản ứng không phải anh cao đức thăng chết trong khách sạn đột nhiên phát bệnh tim anh không cảm thấy kỳ quái sao đang êm đẹp sao đột nhiên lại phát bệnh tim chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh ví dụ như chiếc xe kia sắp đụng vào chúng ta tấn thần giật mình quay đầu nhìn lại có một chiếc xe đang di chuyển có thể là người mới tập lái không nhìn thấy bọn họ đứng ở chỗ này, mặc dù tốc độ khá chậm, nhưng nếu không giảm thì sẽ đụng vào. Tấn Thần nhanh chóng đẩy Tấn Ninh tránh đi. Tấn Thần chừng mắt nhìn Tấn Ninh, cũng không biết nói gì cho phải. Cậu thở một hơi, vẫn rất tò mò. Anh, Cao Đức Thăng chết, anh thật sự không có chút ý kiến nào sao? Cậu cảm thấy Cao Đức Thăng chết rất qua loa. Trước đó vẫn rất khỏe mạnh, sao nói phát bệnh tim là phát được? Không có. Anh. Dù sao anh cũng là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, lấy trực giác chuyên nghiệp của anh ra, phân tích với em chút đi, coi như, Tấn Ninh cắt ngang lời cậu, người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội bây giờ muốn về nhà, em có đi không? Đi, Tấn Thần nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ của Tấn Ninh dường như trở lại trong buổi yến hội kia. Cô gái thanh lãnh lạnh lùng. Bưng sâm panh, hờ hững đứng trong đám người, giống như hoa hồng nở rộ, lại phủ lên một tầng băng xương mông lung xa cách làm cho người ta không dám tới gần khi lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn cô đi theo một người đàn ông rời đi nếu như hắn nhớ không lầm có người gọi người đàn ông kia là cao tổng vậy đó chắc là cao đức thăng anh sao anh lại đi cùng tiểu tiên nữ anh biết cô ấy sao cô ấy tên là gì anh có số điện thoại của cô ấy không tấn thần cắt ngang hồi ức của tấn ninh hắn kêu một tiếng tấn thần Tấn thần chờ mong nhìn anh ruột nhà mình. Cô ấy không thích hợp với em. Vì sao? Em cảm thấy mình và cô ấy chính là một đôi trời sinh. Tấn thần mừng khấp khởi. Ảo giác của em. Hôm nay em gặp cô ấy tới hai lần. Hai lần đó, đây là xác suất gì chứ? Xác suất của nam nữ chính trong phim truyền hình đó anh ơi. Bớt xem phim não tàn đi. Tấn ninh lại cường điệu một lần. Cô ấy không thích hợp với em. Vì sao? tấn thần không phục tấn ninh không lên tiếng tấn thần cũng trầm mặc theo anh ruột nhà mình xưa nay không ở cùng một chỗ với người phụ nữ nào hôm nay cậu lại trông thấy tấn ninh và tiểu tiên nữ ở cùng nhau lại nhìn trước đó tiểu tiên nữ đẩy xe lăn cho hắn đây chính là chuyện hiếm lạ tấn thần tự mình suy nghĩ nường này tận đến khi tiểu công tử tấn ra về tới nhà vẫn không suy nghĩ ra nguyên cớ anh thứ này là của anh hà tấn thần lấy cái túi trên xe lăn xuống tấn ninh nhìn một chút không phải vậy là của ai của tiểu tiên nữ sao tấn thần lập tức mở túi ra muốn nhìn xem bên trong có để lại thông tin gì không để cậu đến tìm tiểu tiên nữ kết quả bên trong chỉ có một tấm thẻ còn lại thì không có gì nữa trên thẻ cũng chỉ có hai chữ ngay ngắn tặng anh nếu như không phải có nét mực thì tấn thần sẽ cảm thấy đây là do máy tính in ra tặng anh. Tấn thần ngờ vực dơ tấm thẻ lên trước mặt anh ruột, mang theo chút cảnh giác, anh. Tấn thần sao thế? Sao ỉu xìu như quả cà thế kia, sáng sớm mà không có tinh thần rồi. Đây là trạng thái mà một đứa trẻ to xác như con nên có sao hả? Tấn thần nằm sấp trên ghế sofa như cá chết. Mẹ tấn vừa xuống lầu đã nhìn thấy một con cá chết như thế, lập tức lên tiếng của trách. Tấn thần lẩm bẩm, nói không rõ lời con nói cái gì anh con bắt nạt con tấn thần ngồi dậy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ anh ấy thôi thôi mẹ tấn trực tiếp cắt ngang lời cậu con đừng có mà đối nghịch với anh con không được kích thích nó tấn thần trợn mắt há mồm mẹ ruột rốt cuộc mẹ có biết không là ai đang kích thích ai chứ cậu mới là người bị kích thích đây này anh trai của cậu thì quá tốt luôn làm gì yếu ớt như mẹ nói chứ mẹ con nói mẹ nghe Nói cái gì mà nói, nhanh đi thay quần áo đi, lát nữa đưa bữa sáng qua cho anh con, nó ở một mình, mẹ không thể yên lòng được, ai, anh ấy, mẹ tấn phất phất tay, ra hiệu cậu đừng lắm mồm nữa, mau đi đi. Tấn thần trượt từ trên ghế sofa xuống, tức giận đến mức thở mạnh, lề mề đi lên lầu, làm ra động tĩnh cực lớn. Cầm thú, khốn nạn, cướp tiểu tiên nữ của người ta, ô ô ô tình yêu của cậu tan biến như vòi rồng vì sao cậu có thể có một người anh ruột như ma quỷ thế này chứ tấn ninh ngậm thìa vàng sinh ra từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết từ lúc đi nhà trẻ đã thu hoạch được vô số sự căm thù người như vậy có thiên phú có tài hoa có hậu đài vốn nên thuận buồm xuôi gió hoàn thành việc học kế thừa gia nghiệp rồi làm gia nghiệp lớn mạnh lên sự nghiệp đạt đầy thành tựu được người người kính ngưỡng nhưng lại không kế thừa gia nghiệp như người ta vẫn nghĩ mà chạy đi làm cảnh sát người thông minh mặc kệ làm gì đều sẽ siêu quần bạt tụy ví dụ như tấn ninh vừa tốt nghiệp tiến vào cục cảnh sát liền phá được một đại án sau đó lại phá thêm mấy vụ trọng án chỉ qua thời gian hai năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí mà người khác sống chết cả đời cũng chưa chắc lên được nhưng tên này cứ bày ra bộ dạng chỉ tùy tiện mà làm vô cùng thiếu đánh y vào bối cảnh và bản lĩnh của mình ở trong cục cảnh sát có thể nói là không cho ai mặt mũi không phải sao báo ứng liền đến trong một vụ án khi tấn ninh đuổi bắt tội phạm đối phương cực kỳ hung ác đâm tấn ninh đến hai chân tàn phế một thân vũ lực học được cũng bị phế đi sau khi xảy ra việc này tấn ninh liền từ chức không làm cảnh sát hắn vẫn là đại thiếu gia tấn gia nhưng Tấn Ninh mất đi hai chân, rất nhanh liền trở thành đề tài châm chọc của mọi người. Đã từng là thiên tri kiêu tử, luôn luôn được người ta ca ngợi so sánh, bây giờ có báo ứng, những người kia sao có thể không chế diễu dẫm đạp một. Phen được, kiêng kỵ Tấn ra nên không dám làm quá mức, nhưng trong lời nói cũng chưa không ít sự công kích. Đối tượng trước kia từng có hôn ước, mang theo niềm vui mới, đến trước mặt hắn diễu võ dương oai mặc dù tấn ninh không để trong lòng nhưng không thể chịu nổi người ta lặp đi lặp lại khiêu khích đương nhiên đây đều là việc nhỏ nhưng cũng vì những chuyện nhỏ nhặt này không ngừng động lại trong đáy lòng của tấn ninh từng chút từng chút trồng chất thành quái vật khổng lồ sau đó một ngày nào đó đột nhiên bộc phát sơ tranh tiếp thu xong tư liệu của tấn ninh thẻ người tốt ơi thẻ người tốt thật đáng thương a à, thật đáng thương không đáng thương thì không thành ma a à tiểu tỷ tỷ thật phong phú. Vương bát đản, ta muốn hỏi mi một vấn đề. Vương giả cảnh giác lên, tiểu tỷ tỷ muốn hỏi cái gì? Sơ tranh ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, đặt ở bên cạnh bàn, phách lối lại ba khí. Nếu như có thêm điếu xì gà, đeo theo sợi dây chuyền lớn và kính dâm, thì lập tức trở thành tên xã hội đen trâu bò nhất. Sơ tranh không rõ ý vị nhìn chằm chằm hư không, lúc đầu vương giả cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua, nó biến thành thấp thỏm. Tiểu tỷ tỷ muốn hỏi nó cái gì đây? Sao lại có một loại dự cảm xấu nhỉ? Ngay khi vương giả sắp không chịu nổi kiểu trầm mặc như thế này nữa, thanh âm của sơ tranh chậm rãi vang lên, mi là nam hay nữ? Cô ấp ủ nữa ngay mà chỉ hỏi cái này, hù chết nó. Tiểu tỷ tỷ, cô nghe giọng của ta là biết mà. Giọng của bọn mi không phải có thể tùy tiện biến đổi muốn cái gì sẽ có cái đó à? Tưởng cô là tiểu bạch mà lừa gạt hay gì hả? Vương giả làm công tác tư tưởng dưới đáy lòng một chút, lúc này mới nói, tiểu tỷ tỷ hỏi cái này làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Sơ tranh nói xong, liền rũ mắt xuống, tự hồ không có hứng thú. Vương giả cũng rất lý trí không hỏi tiếp, sơ tranh bảo A Hoa điều tra tư liệu của Tấn Ninh, kết hợp với tư liệu vương giả cho, thì có thể đạt được tin tức càng toàn diện hơn. Hiện tại Tấn Ninh đang sống một mình, nếu không có hoạt động giải trí gì đặc biệt thì phần lớn thời gian đều ở nhà. Tranh tỷ, chị muốn nhận nhiệm vụ này à? A Hoa biết nhiệm vụ này, Sơ Tranh muốn tư liệu, nên nghĩ là cô muốn nhận nhiệm vụ này. Sơ Tranh được A Hoa nhắc nhở, mới nhớ tới còn có một nhiệm vụ như thế. Thu hoạch được tín nhiệm của Tấn Ninh, vì sao? có người đang ngấp nghé thẻ người tốt của ta sao có người nhận chưa có rồi a hoa nói nhưng không quá hai ngày liền thất bại sau đó cũng có người đến thử nhưng không ai thành công căn bản không đến gần hắn được có thể nhận nhiệm vụ này đều là cao thủ có danh tiếng trong tổ chức kết quả còn chưa nói được lời nào với tấn ninh đã bị đuổi ra ngoài đây không phải đi giết người mà là muốn thu hoạch được sự tín nhiệm của tấn ninh không đến gần tấn ninh được thì làm sao mà thu hoạch được tín nhiệm chứ sơ tranh bình tĩnh nói tôi nhận được a à. a à hoa giật mình nhiệm vụ này bây giờ vẫn đang treo chị xác định sao mục tiêu nhiệm vụ không dễ chơi đâu thất bại cũng không có trừng phạt sợ cái gì sơ tranh không thèm để ý nói a à hoa ngẫm lại thấy cũng đúng vậy tôi đi báo lên trên cho chị sơ tranh cầm tư liệu rời đi khi ra ngoài đụng vào lâm phong và lâm nghiên hai người đứng cách nhau một khoảng nhìn không phải rất thân mật nhưng trong đầu sơ tranh đang tuần hoàn phát lại chuyện trông thấy ngày hôm đó lập tức cảm thấy hai người này cũng rất giỏi diễn xuất không tiến quân vào giới nghệ thuật thật đáng tiếc ai lâm nghiên lớn lên đẹp mắt như vậy sao lại thích anh trai của mình chứ dường như lâm nghiên muốn tới đây nhưng bị lâm phong kéo lại hai bên đứng cách nhau một khoảng xa xa nhìn nhau sơ tranh cảm thấy không thú vị nên rời đi trước anh anh kéo em làm gì lần trước cô ta em còn chê chuyện chúng ta bị lộ chưa đủ nhiều à lâm phong thấp giọng khiển trách gần đây em an phận một chút cho anh anh lâm nghiên tức đến đỏ mắt cô ta biết nhiều chuyện như vậy nhất định phải diệt trừ cô ta tự anh xem rồi xử lý đi lâm nghiên quay người rời đi lâm phong đau đầu sơ tranh biết được rất nhiều chuyện nhưng cô đều không nói chuyện này khiến lâm phong rất không hiểu rốt cuộc cô ý gì không phải sơ tranh không nói mà đều là âm thầm gửi đến điện thoại của lão đại cô càng gửi nhiều thứ tới thì sự hoài nghi của lão đại đối với bọn lâm phong càng nhiều cho dù không thể làm cho lão đại trực tiếp động thủ với bọn họ nhưng cũng sẽ làm cuộc sống của bọn họ trôi qua không thoải mái đây không phải là hiệu quả mà vương bát đàn muốn sao sao ta có thể giỏi như thế chứ? Tiểu tỷ tỷ, điều chúng ta muốn chính là dùng phương thức phá sản để đạt được hiệu quả này. Cô xem xem cô đã làm gì hả? Âm thầm lén lút làm chuyện xấu, thế này phù hợp với hình tượng cao quý lãnh diễm của cô sao hả? Phù hợp sao? Vương giả rất là tuyệt vọng. Ta cảm thấy mình làm rất tuyệt. Ha ha! Sơ tranh so sánh với địa chỉ trên điện thoại một chút, cất điện thoại vào, đi qua bấm chuông cửa nhưng bấm nửa ngày mà không có ai mở cửa không ở nhà sao sơ tranh quay người chuẩn bị rời đi cánh tay đụng phải cửa cửa nhà lập tức lộ ra một khe hở nhỏ sơ tranh nhìn chằm chằm vào khe hở kia lát sau vươn tay đẩy cửa ra trung cư lấy màu đen làm chủ đạo toàn bộ không gian đều lộ ra vẻ băng lãnh cứng nhắc đem đến cho người ta một loại cảm giác kiềm chế khó chịu trong phòng tắm có tiếng nước ào ào không ngừng có lẽ chính nó đã át đi tiếng chuông cửa. Sơ tranh không hề có chút giác ngộ của việc tự tiện xông vào nhà người khác nào cả, nhàn rỗi bình thản đánh giá căn phòng. Nhưng cô cũng không đi loạn, chỉ đứng trong phòng khách. Sơ tranh nhìn đồng hồ, lúc này đã qua bao lâu rồi chứ, người bên trong đang tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho vào nồi hà. Sơ tranh đợi đến không kiên nhẫn, đi qua gõ cửa. Tiếng nước bên trong bỗng dưng dừng lại. Tấn thần, anh đã nói bao nhiêu lần rồi không được phép lấy chìa khóa dự phòng thanh âm của người đàn ông từ bên trong truyền tới mang theo chút ý lạnh sơ tranh lên tiếng là tôi phòng tắm đột nhiên yên tĩnh lại sau đó sơ tranh nghe thấy âm thanh sạt sạt chắc là đang mặc quần áo ầm ầm tiếng vật nặng rơi xuống đất sao thế sơ tranh lễ phép hỏi một câu không sao giọng nói của tấn ninh truyền tới tấn ninh nói không sao sơ tranh liền không hỏi lại nữa nhưng mà cô chờ bên ngoài nửa ngày người ở bên trong vẫn chưa hề đi ra thời gian dài như thế cho dù lên bục lĩnh thường rồi phát biểu cảm nghĩ thì cũng đã xong rồi người này sao mà lâu la thế sơ tranh đi qua đi lại vài vòng đáy lòng dâng lên sự bực bội tận đến khi sự bực bội hiện lên ở bối cảnh sau lưng cô luôn cô trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra hơi nước trong phòng tắm đã tan đi kha khá giống như bên ngoài đều là tông màu trầm toàn bộ phòng tắm đã trải qua cải tạo để cho hắn sử dụng dễ dàng hơn mà lúc này người đàn ông đang ngồi dưới đất cố gắng chống đỡ xe lăn và bồn tắm lớn sơ tranh đột nhiên đẩy cửa ra người đàn ông giống như bị kinh sợ kéo khăn tắm bên cạnh che người mình lại hắn ngước mắt nhìn qua trên gương mặt trắng nõn không biết là vì tắm rửa hay là vì sao mà hiện lên chút đỏ ửng làm hắn nhìn qua càng có mấy phần rực rỡ hơn lúc trước hắn khẽ nhấp môi mỏng không vì sơ tranh đột nhiên xông tới mà lộ ra xấu hổ hoặc quẫn bách chỉ là khó hiểu nhìn cô sơ tranh tiểu thư tại sao cô lại ở đây giọng điệu vẫn rất lễ phép và không mất đi vẻ yêu nhã cho dù lúc này hắn hơi chật vật ngồi trên sàn phòng tắm sơ tranh bình tĩnh lấy ra một phần văn kiện từ hôm nay trở đi tôi chăm sóc anh đây là hợp đồng anh muốn xem không nhìn đi cô cầm văn kiện tới cửa đấy không phải đi mò đâu tấn ninh bị câu nói kia của sơ tranh làm cho ngơ ngác hắn cần người chăm sóc khi nào chứ còn có hợp đồng mấy người trong nhà làm ra à tôi có thể hỏi ai mời cô tới không tấn ninh phát hiện khi mình ở trước mặt cô gái này luôn luôn nhịn không được mà thả nhẹ thanh âm cha anh tấn ninh như thế này rất cần người chăm sóc Mặc dù hắn nói không cần, nhưng người của tấn gia làm sao mà yên tâm được. Tấn thần cũng không thể thời thời khắc khắc đến chăm sóc hắn, cho nên sơ tranh liền thấy được thông báo tuyển dụng này. Cha tấn là kiểu người mạnh mẽ kiên quyết, nên tấn ninh ngược lại không nghi ngờ, ông ấy sẽ tìm người rồi trực tiếp đưa tới đây. Lúc hắn mới xảy ra chuyện, ông ấy cũng từng làm vậy. Nhưng bị hắn đuổi đi. Tu vậy cha tấn cũng không từ bỏ, liên tiếp đưa người tới mãi đến khoảng thời gian trước, Tấn Thần vì nguyên nhân cá nhân mà tạm thời nghỉ học, nên cứ luôn nhảy nhót bên cạnh hắn, cha Tấn mới yên tĩnh lại. Hình như Tấn Thần sắp đi học lại, cho nên lại bắt đầu, "Xin lỗi, Sơ Tranh tiểu thư, có lẽ tôi không cần." Anh chắc chắn, Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào chân hắn, có ý tứ khác. Sắc mặt Tấn Ninh dường như còn đỏ hơn lúc trước một chút. Nếu như không phải là vì cô đột nhiên xuất hiện, mình cũng sẽ không xuất hiện kiểu sai lầm như thế này. Nhưng Tấn Ninh không cách nào phủ nhận, lúc này mình không có cách nào để trở lại trên xe lăn được. Hợp đồng đã ký, không thể bội ước. Tôi có thể bồi thường phí vi phạm hợp đồng, Tấn Ninh nói. Không thể bội ước, Sơ Tranh cường điệu, nghe không hiểu, rốt cuộc là ai thuê ai đây? Sơ Tranh đưa hợp đồng lên, lật đến trang cuối cùng. Tên của cha Tấn đã được ký, phía sau còn có một cột cô đưa bút lên ký sơ tranh tiểu thư tôi không cần tôi nói anh cần thì anh sẽ cần sơ tranh xoay người nhét bút vào trong tay hắn liếc thấy mái tóc còn ẩm ướt của hắn bàn tay bao trùm lên trên lén lút sờ một chút cô lại đi sờ đầu mình mặc dù chỉ sờ một chút nhưng tấn ninh vẫn bị khiếp sợ ngoan một chút không nên ép tôi dùng thủ đoạn phi thường ngữ khí của câu nói này không hung dữ cũng không nhu hòa nhưng Tấn Ninh cảm thấy giọng điệu kia giống như đang trấn an, lại giống như đang dụ dỗ. Tấn Ninh chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Trước kia chỉ cần một ánh mắt của hắn, những người phụ nữ muốn sát lại bên hắn đều tự giác tản ra. Vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị người ép buộc ký hợp đồng ngay trong phòng tắm, lại là hợp đồng thuê người đấy, anh còn 3 phút ký tên. Sơ Tranh nhắc nhở hắn, ngón tay hơi cuộn tròn trên đầu ngón tay còn dính một chút ướt át xúc cảm mềm mại lưu lại trong lòng bàn tay thật mềm nha tấn ninh rũ mắt nhìn hợp đồng trang giấy cuối cùng có ba chữ ngay ngắn hạ sơ tranh hóa ra cô họ hạ tấn ninh trầm mặc một hồi ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt bút viết xuống tên của mình chữ viết mạnh mẽ hữu lực tiêu sái phiêu giật ngược lại có chút tương tự với cỗ khí chất thần tiên lúc trước của hắn sơ tranh tiến lên dự định ôm tấn ninh tấn ninh hơi nhíu mày cô anh vẫn muốn ngồi dưới đất vừa rồi là ai để mình ngồi dưới đất ép mình ký hợp đồng chứ cô dìu tôi là được nhìn cô tay nhỏ chân nhỏ thế kia mà còn muốn ôm không sợ gãy à ồ sơ tranh đáp một tiếng sau đó trực tiếp ôm tấn ninh lên đặt trên xe lăn tấn ninh không phải cô đồng ý với tôi rồi sao trên người tấn ninh mặc một chiếc áo sơ mi dính nước lúc này dán lên người phong quang dưới áo sơ mi lộ ra không sót thứ gì quần kéo lên một nửa nhưng lúc này bị khăn tắm che kín không thấy được gì cả lần đầu tiên tấn ninh cảm thấy quẫn bách khi ở trước mặt người khác như thế tố chất tâm lý của hắn xưa nay luôn rất cường đại cho dù là lúc mới xảy ra chuyện đối diện với nhiều ánh mắt khác thường hắn đều có thể chấn định tự nhiên không biết vì sao lúc đối diện với cô gái này bỗng nhiên có chút quân lính tan rã. Sơ tranh đẩy hắn đi ra, phòng ngủ. Tấn Ninh chỉ vào một phương hướng. Sơ tranh đẩy hắn vào. Mắt thấy sơ tranh mở tủ quần áo ra, tư thế như muốn thay quần áo cho mình. Tấn Ninh nhanh chóng lên tiếng, tự tôi làm được, cô ra ngoài trước đi. Sơ tranh liếc hắn một cái, đột nhiên lật hợp đồng ra, chỉ vào một điều khoản nào đó, đường đường chính chính đọc. Bên B có nghĩa vụ khi bên A không tiện, trợ giúp bên a hoàn thành tất cả mọi việc trong cuộc sống nếu như bên a không phối hợp bên b có thể cưỡng ép chấp hành tấn ninh nhìn vào trong hợp đồng hàng chữ kia bị kẹp giữa đông đảo các điều khoản rất dễ dàng bị xem nhẹ tấn ninh đây là cái hợp đồng cường đạo gì chứ tấn ninh bắt đầu hoài nghi vừa rồi hắn ký cái gì thế sơ tranh khép hợp đồng lại nhìn tấn ninh chững chạc đàng hoàng tuyên bố bây giờ là lúc anh không tiện sơ tranh có chút phiền với việc chọn quần áo cũng may quần áo treo trong tủ đều là nguyên bộ cô chỉ cần chọn ra một bộ là được tôi có thể tự làm tấn ninh không tức giận mà cũng không tức giận nổi chỉ là có chút bất đắc dĩ nói sơ tranh tiểu thư nam nữ hữu biệt cô vẫn nên tránh mặt một chút thì tốt hơn tôi không ngại dù sao đều là thể người tốt của ta xem sớm xem muộn cũng đều như thế tôi để ý tấn ninh phát hiện sơ tranh ngừng lại ánh mắt cô gái lạnh căm căm, giống như đang nhìn hắn, lại giống như không phải nhìn hắn. Thật lâu sau, cô cầm quần áo đặt ở bên giường, không nói một lời lui ra khỏi phòng. Tim Tấn Ninh đập nhanh hơn, muốn gọi cô lại, cuối cùng lại không thể gọi ra tiếng. Tấn Ninh thay xong quần áo ra ngoài, sơ tranh ngồi ở trên ghế sofa, hợp đồng bị cô tùy ý ném trên bàn, thấy hắn ra, cũng chỉ dương mắt đảo qua, không có bất kỳ biểu thị gì thế này mà gọi là tới chăm sóc hắn sao đây quả thực là tới làm đại gia trong đầu tấn ninh hiện lên một ý niệm như vậy tấn ninh hỏi cô vừa rồi cô vào bằng cách nào đi vào bằng không thì ta còn có thể xuyên tường à ý của tôi là cô mở cửa phòng thế nào vừa rồi trong phòng tắm nghe thấy âm thanh hắn còn tưởng là tấn thần lại trộm chìa khóa dự phòng của hắn ai biết lại là cô giọng nói của cô rất đặc biệt hắn vừa nghe liền nhận ra ngay Cửa mở, sơ tranh thẳng thắn trả lời, anh không đóng. Tấn Ninh nhìn về phía cửa một chút, thật sao? Sơ tranh gật đầu. Đúng thế, ta không phải loại người tùy tiện cậy khóa nhà người ta đâu. Đúng vậy, cô trực tiếp đạp. Vương giả nhịn không được bóc mẽ cô. Xuyệt, Tấn Ninh thu tầm mắt lại, có chút tò mò hỏi, tại sao cô lại muốn tới chăm sóc tôi? Cô gái trên ghế sofa không ngẩng đầu nói, anh nên được gặp được một người tốt như cô đây là phúc phận đời trước hắn tu luyện mà thành đó tấn ninh giống như lọt vào trong sương mù nên được hắn nên được cái gì sơ tranh luôn luôn ngắn gọn tấn ninh hỏi mấy vấn đề đáp án nhận được làm hắn vô cùng mờ mịt phần hợp đồng kia của cô không phải cha tôi đưa cho cô đúng không tấn ninh đột nhiên hỏi ra một vấn đề như thế phải thì thế nào sơ tranh không hề che giấu ngược lại còn đúng lý hợp tình nói Hợp đồng anh đã ký, muốn đổi ý. Không có cửa đâu, giọng Điệu Tấn Ninh lạnh nhạt, nếu không phải cha tôi đưa cho cô, vậy nó không có hiệu lực pháp luật, sơ tranh tiểu thư, điểm này cô nên hiểu rõ. Thì sao? Cô gái trả lời cùng vọng lại phách lối, hoàn toàn không thèm để ý, cô chậm rãi ngẩng đầu, cánh môi màu hồng nhạt khẽ mở, tôi muốn cho nó hiểu. Lực pháp luật thì nó sẽ có ngay cả gia chủ của tấn gia cũng không cuồng vọng như cô đâu tấn ninh trầm mặc vài giây không xoắn suýt đề tài này nữa dù sao hắn cũng không phải rất muốn bội ước không biết trong cuộc sống của mình nhiều thêm một người như vậy sẽ có biến hóa như thế nào có lẽ sẽ không nhàm chán giống như lúc trước đâu tấn ninh đẩy xe lăn rời đi mấy phút sau mới đi ra đây là đồ lúc trước cô để quên một cái túi đặt ở trên bàn trà trước mặt sơ tranh tặng anh sơ tranh ngừng một chút tôi có để lại tấm thẻ cho anh mà khóe miệng tấn ninh hơi cong đẹp đến mức khiến cho người ta không rời mắt được sơ tranh tiểu thư thứ quý giá như thế không cần đồng đồ trong cái túi này giá trị không dưới tiền triệu sơ tranh giơ tay mò mò trong túi lấy ra một cái đồng hồ kéo tay tấn ninh qua trên tay tấn ninh đeo một chiếc đồng hồ kim đồng hồ đứng im bất động hỏng ư ừ, tấn ninh muốn thu tay lại nhưng bị sơ tranh nhẹ nhàng chụp lấy ngón tay cô cũng rất xinh đẹp móng tay chăm sóc chỉnh tề đầu ngón tay lộ ra màu trắng sáng lòng bàn tay dán lên cổ tay hắn mang theo nhiệt độ rất nhỏ vừa vặn đổi cái khác tấn ninh nhíu mày sắc mặt khó có lúc trầm xuống trước mặt sơ tranh chúng ta là quan hệ thuê mướn cô có thể sắp xếp cuộc sống của tôi nhưng vật phẩm riêng tư của tôi xin cô đừng nhúng tay vào giọng điệu lễ phép lại lãnh đạm rõ ràng là có chút tức giận sơ tranh liếc hắn một cái thanh thanh đạm đạm không nhìn ra là có ý gì ngón tay buông hắn ra đầu ngón tay xẹt qua bên ngoài tấn ninh cảm giác được đầu ngón tay cô gõ gõ xuống mặt bàn rất khẽ cô tùy ý ném chiếc đồng hồ mới tinh trong tay vào túi tư thế kia giống như đang ném một đồng xu sau đó tấn ninh liền thấy cô lấy từ bên trong ra một sợi dây chuyền nghiêng người tới gương mặt cô đột nhiên phóng đại cô gái không phấn son trang điểm gương mặt trắng nõn đến không chút tì vết lông mi dài mà rậm một đôi mắt trong suốt sáng tỏ chỉ là có chút lạnh lẽo một mùi hương thanh lãnh quấn quanh chóp mũi tấn ninh làm tâm can hắn cũng biến đổi theo trên cổ tấn ninh không đeo bất cứ thứ gì Hai tay Sơ Tranh vòng qua cổ hắn, trên cổ đột nhiên mát lạnh. Dây chuyền mặt ngọc hình chữ thập dán lên ngực hắn, màu sắc của ngọc hết sức xinh đẹp. Sơ Tranh đeo xong liền buông hắn ra, ngồi thẳng người dậy, "Đeo cái này đi. Tiêu tiền mua được đó, lãng phí không tốt. Thẻ người tốt phải phát huy công hiệu của mình." Tấn Ninh cũng đã đeo xong cho hắn rồi, lúc này mới nói không phải hơi trễ sao? "Anh, em đem đến cho anh." Tấn Thần vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Sơ tranh ngồi trên ghế sofa, vẻ vui mừng lập tức bò lên gương mặt Tiểu Tiên nữ, a a a a, cậu lại gặp được Tiểu Tiên nữ rồi, tốt quá đi. Nhưng Tấn Thần vừa hưng phấn xong, ánh mắt liếc qua nhìn thấy anh ruột nhà mình, tựa như bị người ta hất thẳng một chậu nước đá vào mặt, lạnh đến không chịu được. Cô ấy không thích hợp với em. Mặc dù cuối cùng Tấn Ninh chưa hề nói là vì sao, nhưng Tấn Thần vẫn nhìn ra được chỉ sợ anh ruột nhà cậu có cái nhìn khác biệt về tiểu tiên nữ rồi bây giờ lại nhìn thấy sơ tranh ở nhà anh ruột mình đáy lòng tấn thần đã chứng thực ý nghĩ này anh ruột xuống tay nhanh quá mức cầm thú cậu vất vả lắm mới để mắt tới một tiểu tiên nữ anh ruột còn muốn hoành đao đoạt ái đáng hận muốn đoạn tuyệt quan hệ tấn ninh hơi lùi về sau dựa vào thành ghế giọng điệu lành lạnh nói bây giờ gia giáo của em đều cho chó ăn hết rồi đúng không hay là tay em có vấn đề, không biết gõ cửa. Còn nữa, anh từng nói không được phép lấy chìa khóa dự phòng nhà anh. Tấn Thần vừa định đoạn tuyệt quan hệ, lập tức cả giận nói, em không có, do cái cửa này của anh chưa khóa kỹ, em vừa đẩy một cái liền mở ra, anh bớt nói xấu em đi. Tấn Ninh không muốn nghe cậu giải thích, vươn tay, chìa khóa dự phòng nhà anh đâu? Tấn Thần, con ngươi Tấn Thần quay tròn một vòng, cởi giày vào nhà đi thẳng đến chỗ sơ tranh tiểu tiên nữ ăn cơm chưa cô xem tôi mang rất nhiều đồ ăn tới tấn thần người đàn ông trên xe lăn không nặng không nhẹ kêu một tiếng không có lực uy hiếp gì nhưng tấn thần bỗng nhiên im bặt cậu cứng ngắc di chuyển cổ ha ha anh cái kia chìa khóa là mẹ bắt em nhất định phải lấy không phải em muốn lấy đâu thật đấy đưa cho anh A à, tấn thần đối đầu với ánh mắt của anh ruột nhà mình, sợ sợ lục lọi trong túi quần. Lông mày cậu dương lên, nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho hắn. Kỳ quái, hôm qua cậu tìm nửa ngày mà cũng không tìm được chìa khóa, còn tưởng là mình làm mất lúc ra ngoài chơi rồi, sao hôm nay lại mò ra được nhỉ, nhưng chuyện này tấn thần tuyệt đối sẽ không nói cho anh ruột nhà cậu biết. Sợ bị đánh.